chia cách bây giờ gặp nhau, hai đứa ngỡ ngàng nhau, nghe lòng nức nở quanh đau. Xưa nếu anh tỏ nỗi lòng cùng em, đâu có bây giờ lòng đau xót thêm. Như vậy thì nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở nghiên cứu những cái thị trường và thực hiện các hoạt động marketing để nắm bắt những yêu cầu của khách hàng và cụ thể những cái yêu cầu đó thành những cái đặc tính của sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ cung cấp đến người tiêu dùng. Nguyên tắc thứ hai được đề cập đến ở đây đó chính là khách hàng là ưu tiên số 1 trong hoạt động của doanh nghiệp. Mọi thành viên trong tổ chức, trong doanh nghiệp thì đều cần áp dụng nguyên tắc khách hàng là ưu tiên, khách hàng là trên hết. Điều này có nghĩa là tất cả các thành viên trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó thì cần coi quyền lợi của khách hàng và cần đặt quyền lợi của khách hàng lên là cái yếu tố hàng đầu trong cái vấn đề đảm bảo chất lượng. Và mỗi một cái công đoạn hay là mỗi một giai đoạn ở trong cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì cần phải đảm bảo chất lượng trong từng cái công đoạn đó, trong từng giai đoạn. Đừng nhắc hơi chi chuyện xưa hay cố quên đi, đừng để sau.